Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vào tối qua ngày 9 tháng 10 thì tập đầu tiên của chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 6 đã được lên sóng. Và vẫn như mọi năm thì giám khảo của chương trình vẫn là hai danh hài Trấn Thành và Trường Giang cùng với sự dẫn dắt của MC Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên thì ngay trong tập đầu tiên phát sóng, một nữ giảng viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã khiến cư dân mạng và khán giả không khỏi bức xúc và bị chỉ trích nặng nề khi mà đã có những lời lẽ chê bai Trường Giang một cách thậm tệ. Vào tối qua ngày 9 tháng 10, tập đầu tiên của chương trình Thách thức danh hài mùa thứ 6 đã lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị. Như mọi năm thì giám khảo của chương trình vẫn là hai danh hài Trấn Thành và Trường Giang cùng với sự dẫn dắt của MC Ngô Kiến Huy. Mở màn chương trình, hai vị giám khảo đã có những chia sẻ, nhắc nhở các thí sinh mùa thi năm nay về cách diễn hài, làm sao để có thể thể hiện một cách duyên dáng và tự tin nhất. Sau phần trải lòng của hai vị giám khảo, thí sinh đầu tiên tham gia vào chương trình bắt đầu phần thi của mình là cô Ánh Nga, một giảng viên kỳ cựu của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Vừa xuất hiện, cô Ánh Nga đã thao thao bất tuyệt, nói những điều khó hiểu và nhắn nhủ khá dài tới sinh viên của mình. Tôi là Nguyễn Thị Ánh Nga, giảng viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tôi nói thật là khi ngồi ở phòng chờ tôi đã oải lắm, định về rồi, nhưng khi nhìn thấy Trấn Thành một cái là lại hừng hực khí thế, cảm thấy rất thanh xuân. Sau đó thì cô Ánh Nga tuôn một tràng dài giới thiệu về bản thân, chào khán giả rồi chào cả sinh viên trước, sau, đang học và thậm chí là chưa từng là sinh viên của cô. Và sau khi tuôn một tràng dài giảng dạy sinh viên về việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước khi tắm, khi ra ngoài sử dụng ống hút thì phải mang về dùng lại giống như cô Ánh Nga, thì cô tiếp tục đưa ra quan điểm cho rằng việc mình rớt hay không rớt trong phần thi ngày hôm nay không phải là lỗi của mình mà ẩn ý do Trấn Thành hoặc Trường Giang. Sau đó thì cô Ánh Nga cũng không ngại ngùng thể hiện tình cảm của mình dành cho Trấn Thành. Tôi cực kỳ thích Trấn Thành. Tôi thích Trấn Thành tới mức chồng tôi biết, con tôi biết, các sinh viên của tôi cũng biết. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều bật tiết mục của năm chú tiểu mùa trước lên, không phải để xem họ diễn mà để được nhìn Trấn Thành, được nghe Trấn Thành cười, một điệu cười cực kỳ sảng khoái, cực kỳ quyến rũ. Có lẽ chuyện sẽ chẳng có gì khiến cư dân mạng phải dậy sóng cho đến khi cô Ánh Nga buông lời chê bai Trường Giang một cách thẳng thừng, dù anh ngồi ngay cạnh Trấn Thành. Cô cho biết, tôi chưa từng thích Trường Giang bởi hai lý do. Thứ nhất, với ai đó Trường Giang đẹp trai, nhưng với tôi thì chưa. Thứ hai, tôi xem tất cả các live show, tiết mục Trường Giang diễn, làm MC và thấy rằng cái cô gái Hàn Quốc Hari Won kia nói tiếng Việt tôi còn hiểu, còn nghe rõ. Vậy mà Trường Giang nói tiếng Việt tôi lại nghe không rõ, thế mới đau chứ. Tóm lại, tôi không thích Trường Giang. Thậm chí là trong lúc chê, Trường Giang định nói điều gì đó nhưng cô Ánh Nga không cho nói mà vẫn thao thao bất tuyệt. Sau khi chê chán Trường Giang, cô Ánh Nga lại tiếp tục quay ra bình phẩm Ngô Kiến Huy. Không hiểu sao thiên hạ lại nói Ngô Kiến Huy có vấn đề về giới tính. Đối với mọi người, Ngô Kiến Huy có thể không rõ ràng về giới tính, nhưng với tôi thì lại cực kỳ đàn ông. Vì cô Ánh Nga nói quá nhiều, Trấn Thành phải thốt lên. Nãy giờ mà thi phải được 7 vòng rồi đấy. Còn Trường Giang thì nhắc cô ơi, còn gì tinh tế thì để dành phần thi. Cô Ánh Nga đáp, trong người tôi bẩn bẩn thế thôi chứ tôi cực kỳ tinh tế. Nếu hai giám khảo không còn gì để hỏi thì tôi trình bày tiếp. Câu nói này khiến ai cũng chán nản vì mãi cô Ánh Nga vẫn không chịu bắt đầu phần thi mà tiếp tục thao thao bất tuyệt tranh luận với giám khảo. Trong lúc Trường Giang đang cố gắng giao tiếp với mình thì cô Ánh Nga lại nói theo kiểu bàng quan. Trường Giang nói gì tôi không hiểu, tôi chẳng hiểu Trường Giang nói gì. Và tất cả những điều này đã khiến cô Ánh Nga nhận phải nhiều chỉ trích từ phía khán giả. Rất nhiều khán giả bức xúc đã chửi bới cô Nga, cho rằng cô quá vô duyên, thiếu tôn trọng Trường Giang. Và cuối cùng cho đến khi trình diễn, cô Ánh Nga đã không thể gây cười cho hai vị giám khảo nên bị loại thẳng từng từ vòng đầu. Sau khi bị loại thì cô Ánh Nga còn đổ cho hai giám khảo đã ghìm lại, không chịu cười, rồi không hiểu vì sao lại bị loại. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.